Trời ơi, mình phát hiện ba con rắn nó nằm ghê chưa này, một con bị chết rồi sao, có con mối nó ấy rồi. Đây các bạn, nhìn con rắn này, con rắn này nó nằm chết này, đây con rắn này nữa này, đây con rắn nằm chỗ. Ghê rồi các bạn.